Áp lực từ nhiều phía đang áp đặt lên đội MU dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Erik ten Hag. Từ sự quan tâm của cầu thủ nữ và sự áp đặt từ phía các nhà tài trợ, MU đã phải hoãn quyết định về việc sử dụng lại cầu thủ Mason Greenwood, người từng bị dính vào scandal bạo hành bạn gái. Gia đình Glazer, chủ sở hữu của đội bóng, vẫn tiếp tục nhận phản đối và chỉ trích từ phía người hâm mộ như đã xảy ra trong quá khứ. Đối với huấn luyện viên ten Hag, việc giành một chiến thắng thuyết phục là vô cùng quan trọng để vượt qua áp lực to lớn từ tình hình khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, việc đối mặt với sự kỳ vọng đó không dễ dàng, khi chiến thắng của MU trước Wolverhampton tại vòng đấu khai mạc giải Ngoại hạng Anh mùa này vẫn chưa đủ để thuyết phục hoàn toàn. Cầu thủ Mason Mount, người là bản hợp đồng đắt giá, đã mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ MU trong mùa bóng mới. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh trong trận ra mắt đã gây thất vọng, không thực hiện bất kỳ cú sút nào, không có đường chuyển quyết định, cũng không thể tạo ra những pha lừa bóng, tắc bóng hay cạnh tranh bóng ngầm thành công. Mason Mount được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng trong lối chơi mà huấn luyện viên Ten Hag đang xây dựng cho MU ở mùa giải này. Tuy nhiên, với màn trình diễn thất bại như vậy, không có gì ngạc nhiên khi MU trình diễn một lối chơi nhạt nhòa trước Wolverhampton. Tình trạng này đồng thời cho thấy MU đang gặp vấn đề về chiến thuật và trở nên yếu thế trong khu vực tiền vệ. MU đang đặt kỳ vọng vào việc sử dụng cặp tiền vệ số 8 gồm Mao và Bruno Fernandes để tạo ra một hàng công có ưu thế về số lượng cầu thủ. Kế hoạch này bao gồm sự tham gia của hai cầu thủ cánh và tiền đạo Marcus Rashford, để có tới 5 cầu thủ luôn tạo áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Ở phía sau cặp tiền vệ công Mao Fernandes, ngôi sao Casemiro đảm nhiệm vai trò đá trụ ghế trước các hậu vệ. Mặc dù ý tưởng này đơn giản, nhưng Wolverhampton đã thể hiện rằng việc triển khai nó không hề dễ dàng.